Hello tất cả quý bạn và các vị đã đến đây. Ui. Hello. Các em cứ bình tĩnh, không nhất thiết là phải sợ anh Long đến thế đâu. Thực ra trước khi anh là anh Long thì anh cũng từng là anh Dương. Và cái câu chuyện để anh hóa từ phiên bản anh Dương sang phiên bản nâng cấp là anh Long như thế này này, nó rất đơn giản thôi, đến từ một tựa game bí kíp luyện rồng Draconia. Đương nhiên rồi, bước đầu tiên để trở thành một anh Long huyền thoại là chúng ta cần phải chọn một nền văn minh. Hiện tại trong game đang có tổng cộng 4 nền văn minh, bao gồm có phù thủy, cung thủ, vũ công và cuối cùng là hiệp sĩ. Thì cái này tùy chọn của các bạn thôi, mỗi con đều có cái khả năng đặc biệt khác nhau. Các bạn để xem là những cái kỹ năng của nó, cái đánh dấu sao này, tấn công, phòng thủ và chơi ra sao cho phù hợp. Mình thì thích dùng phù thủy nhất, tại vì là phù thủy có thể bắn xa được. Mình thích con bắn xa kiểu mình hơi hèn ấy, mình sợ lại gần nó cắn vào tay mình xong mình bị sứt thì mình sẽ khóc hu hu ấy, rất là buồn các bạn ạ. Sau khi chọn được nền văn minh yêu thích thì các bạn để chọn đó là giới tính của mình đấy, nữ hoặc là nam đấy. Và sau khi chọn xong thì các bạn còn có những cái lựa chọn như kiểu là mắt mũi mặt mày, thậm chí là màu tóc này, màu mắt này, hay là kiểu tóc các kiểu. Thậm chí các bạn có thể chọn nam nhưng tóc nữ. Ồ, không ai nói gì cả, không làm sao hết, người ngoài nhìn vào không hề biết bạn là nam hay nữ luôn, vô cùng bối rối. Và có thể bắt đầu vào game, đơn giản thế thôi. Mình thì có nick rồi nên là bây giờ mình sẽ vào nick của mình, sau đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi nhá. Đây nha, để anh Long hướng dẫn các em chương trình bảo vệ bờ biển bài học 101 này. Trước mặt các em đang là một con cua khổng lồ, rất to, rất đẹp, nhìn khá nguy hiểm. Thực ra đây không phải con cua đâu, nó là cái con ốc ở nhờ, ốc mượn hồn, nói chung là rất là kinh khủng. Nó đang muốn xâm chiếm bờ biển của chúng ta và chúng ta là một anh hùng phép thuật. Chúng ta cần phải lại đánh nó bằng những cái chưởng mà chúng ta đang có. Đấy, con ngựa nó to thế. Từ từ các em ạ, anh Long rất khỏe nhưng mà anh Long không phải từ từ. Úi, nó mất máu đấy, mình cũng mất máu rồi. Tôi mới level 1 thôi nên tôi cũng không dám trở nên quá là hung hãn với chúng nó. Cần phải né, đấy, úi, đấy, nó lại bày trò. May là kỹ năng đặc biệt của mình đã cho phép mình biết trước. Úi, đồng đội của mình lao vào giúp mình kìa. Hay lắm, thí đồng đội, yes. Các bạn thấy không, giành chiến thắng rất là dễ dàng, giúp cái sự tự tin, tinh thần chúng ta tăng lên. Và sau khi chiến thắng, chúng ta đã trở thành kẻ thu phục được con tôm ở nhờ này. Và bây giờ mình có thể cưỡi nó đi khắp mọi nơi. Ôi đây, con ngựa nó gọi là đẳng cấp chưa các bạn? Nó gọi là quá đẳng cấp luôn. Đấy, sau khi mình thu phục con cua mẹ thì mình sẽ dùng con cua mẹ đánh con cua con và biến con cua con để thức ăn con cua mẹ. Thật là độc ác. Ok, thôi thì bây giờ giành chiến thắng nào. Đấy, thì các bạn thì thấy đó là thế giới của chúng ta rất tuyệt vời. Vâng các bạn ạ, và sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ bảo vệ bờ biển thì mình được tặng cho một phần quà vô cùng đặc biệt. Đến từ cái dương ở đây, mình sẽ cần gặp ông này. Đấy, lấy cái dương cổ này đi, mở ra xem có thứ gì ở trong cái dương đặc biệt này. Có một cô gái ở trong dương. What the hell. Ok, như vậy là mình đã mở ra một cô gái ở trong đấy. Cô gái này đang ở đây làm gì vậy? Mình vẫn thấy cô ấy thở. Cô ấy có vẻ vẫn thở, chắc là đang ngủ thôi. Và sau khi nói chuyện, mình biết được tên cô ấy là Matate Uranus Abetin Ruel Dudia. Nói thật là mỗi lần kiểm tra bài cũ ấy, cô có thấy mỏi mồm hoặc là mỏi tay khi viết tên vào giấy kiểm tra không ạ? Thực sự đấy, vãi cả nồi, tên dài thế, bố mẹ chắc ghét cô lắm. Và cô này là một nhà săn tìm, người được chọn bởi rồng khổng lồ. Và có lẽ người được chọn còn ai vào đây nữa, còn ai trồng khoai đất này đúng không các bạn? Tôi chính là người được chọn giữa FG nè. Và đương nhiên rồi, tôi sẽ được rồng khổng lồ chọn và tôi sẽ đến đấy trở thành bá chủ cái vùng đất này. Rồi bây giờ bỏ qua đánh đấm đi. Cái này mới hay này, đó là trong game này chúng ta có rất nhiều con pet các bạn ạ. Và những con pet này chúng ta có thể sử dụng để cưỡi nó đi đánh nhau được. Bây giờ mình có thể chọn con mèo là con chó. Thế là mình đang nuôi mèo rồi nên mình sẽ chọn chó. Ok, đấy, mình có thể là cưỡi con chó này đi. Ôi giời ơi, quân địch thì cưỡi rồng bay trong gió, còn tôi thì cưỡi chó đuổi theo sau. Nhưng mà cũng đáng yêu ạ. Thế là có nhiều pet, không phải mỗi mèo với chó đâu. Hệ thống pet của game này nó cực kỳ khủng luôn. Và pet và con người có skin khác nhau nữa, nên là có rất nhiều thứ để các bạn có thể lựa chọn. Đây chỉ là con pet khởi đầu thôi. Mình sẽ chơi các bạn tất cả những thứ gì mà tân binh sẽ cần phải trải qua, các bạn sẽ cần phải trải qua để hiểu được cái cốt truyện của cái tựa game này. Pet trong game này ngoài thú cưỡi ra, chúng ta có mấy con pet làm bạn đồng hành. Ví dụ như là đây, hiện tại mình đang chọn một trong ba con thỏ, đây là những cái con tân thủ. Thì con thỏ đen này, thỏ trắng và thỏ vàng, mình sẽ chọn thỏ vàng đi. Ok, và mình có thể ký hợp đồng với con thỏ này, tên là Poporo. Thì cái con này nó sẽ đi cạnh mình, nó sẽ hỗ trợ mình trong các trận chiến. Và bây giờ mình sẽ đang trên đường đi cưỡi chó để đến một cái Dragon Trial. Cái này là nơi mà mình có thể tiêu diệt những con rồng. Và những con rồng này mình chiến thắng, nó sẽ thu phục được và mang về cho mình những cái sức mạnh đặc biệt những con rồng đó.
Thì bây giờ mình có tổng cộng là 4 cái thử thách. Mình đã thắng được một cái thử thách rồi. Mình sẽ chơi cái thử thách thứ hai đi. Đó là Nightfall The Risk. Đấy, ok, challenge đi. Mình nghĩ là mình thắng được thôi, vì sức mạnh của mình cũng không phải là yếu. Ok, get ready. Bắt đầu. Né né. Thực ra game này nhá, nó có auto đánh các bạn ạ. Tức là bây giờ mình bật auto rồi. Mình auto đánh. Và mình chỉ cần để ý đến cái việc né thôi, nó khá hợp lý đấy. Con pet kia đang kiểu câu giờ của mình ấy. Úi, từ từ. Úi, đau, 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 đau. Thực ra là máu mình vẫn còn nhiều nhưng mà tốt nhất là nên chơi cẩn thận. Mày, mày. Nào, làm choáng đi. Vẫn chưa làm choáng nó. Mà không sao, nó gần hết máu rồi các bạn ạ. Cũng dễ rồi. Yes. Đơn giản thôi mà. Tân binh rất là dễ luôn. Nhưng các bạn thấy là đồ họa game này rất đẹp đúng không? Đánh rất là sướng luôn. Và như vậy mình lấy thêm con mới là con Secris. Đấy, thì với những con rồng mình đã thử thách và chiến thắng ấy, thì mình có thể vào phần function này, vào phần rồng, vào đây. Nó là những con ở trong này, mình có thể nâng cấp nó. Nó sẽ đem về cho mình những cái khả năng đặc biệt như con này này. Crit cộng 13 này, máu cộng 45 kiểu kiểu như vậy. Ok, nào bây giờ mình muốn thêm một con tiếp theo. Cái con này. Đó. Và một con này nữa. Mình đã kiếm được rất nhiều. Ui sổi xịn. Đương nhiên rồi, mình có thể nâng cấp những con này của mình. Đấy, upgrade này, để cho nó càng ngày càng khỏe hơn. Nâng cấp bằng đá rồng các bạn ạ. Đá rồng này có thể kiếm được bằng cách là hoàn thành nhiệm vụ hay là tiêu diệt những con rồng khác đều ok cả. Đây các bạn xem này, đấy đứa này con rồng để cưỡi này, vãi cả trưởng. Sao con rồng để cưỡi, tôi phải cưỡi chó ạ. Cay thật, sau này tôi sẽ cố gắng để kiếm con rồng để cưỡi cho nó bằng bạn đồng bè. Nhìn nó cưỡi nhìn sướng không? Tôi phải cưỡi chó khổ vãi cả nồi ra. Ok, bây giờ nhiệm vụ cuối cùng của nhiệm vụ của mình trong ngày hôm nay đó là mình sẽ cần phải lên được level 20 và tiêu diệt tổng cộng đó là 4 con rồng trong cái thử thách rồng các bạn ạ. Tại vì là bây giờ mình đang có ở trong này, các bạn xem này, mình ở trong cái túi rồng này, mình đang có hai khu vực đấy. Và khu vực thứ hai này mình đang còn thừa rất nhiều chỗ để chứa rồng, nên là tại sao lại không, đúng không? Mình đang còn hai con rồng nữa ở đây để mình chiếm nốt. Nào, challenge bắt đầu đi. Thực ra là mấy con rồng này không đủ tuổi, tôi đã huấn luyện cả nghìn năm qua chỉ để chờ giây phút này, nên là không cần phải lo đâu. Con này mèo giống con rồng lắm nhỉ, con này giống con kỳ lân thì đúng hơn. Khổ thân bạn, bạn bị cắm sừng chắc khổ lắm. Nó hút mình, nó hút mình. Né. Tập trung mà né đi. Né. Tao level cao lắm, mày tuổi gì? Đúng rồi, đánh con pet của tao ấy. Đừng đánh tao. Ok, một con nữa. Như vậy là mình thắng được con kỳ lân. Rồng kỳ lân các bạn ạ. Ok, một con hiếm đấy. Và cuối cùng nào, mình sẽ để nó vào trong này để gia tăng sức mạnh cho mình. Nó sẽ tăng thêm crit cùng với đó là tấn công à, main attack à. Ok, và cuối cùng mình sẽ đánh con siêu hiếm, con này như con sói các bạn ạ, không phải là con rồng, như con sói. Ui đẹp vãi cả trường. Con này chắc là con khó nhất. Nào, vô vô. Ấy à, nhìn mày ghê, nhìn mày kinh. Thôi, đánh phép của tao, ấy. Đừng đánh tao, xin đánh ra. Ui, đúng rồi, đánh phép của tao ấy. Ê, con pet của mình khỏe phết các bạn ạ. Đam pet mình không hề yếu đâu nhá. Mà máu cũng trâu các bạn thấy không? Máu của nó cũng khá là trâu. Đến thời điểm hiện tại nó vẫn chưa mất đến nửa máu. Né. Ok. Con này mới level 15 thôi. Tôi level 19 rồi, tôi không phải lo nó lắm. Nó hết máu rồi. Nào. Rồi. Sao? Nằm đi. Úp mặt xuống. Tôi nghĩ về những gì mình đã làm đi. Được, thêm con mới vào lại tăng máu cho tôi. Nào, đẹp đấy, ngon luôn. Đấy, như vậy là cái vòng rồng của mình càng ngày càng khỏe. Và mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Rồi các bạn ạ, như vậy là mình lên level 21. Và khi đạt level này thì mình có thể mở khóa ra bang hội để có thể là giúp các bạn đi vào đây chơi với mình, kiểu đi săn rồng với nhau. Nhưng mà tạm khoan nó đi được đấy đã. Tại vì bây giờ có một thứ này hay ho hơn này. Đó là trong game này tồn tại skin các bạn ạ. Ôi, đúng là một nguồn sống của hầu hết mọi thứ game bây giờ. Đây nhá, các bạn có thể vào phần function này và vào phần giỏ đồ. Đấy, đây là tủ đồ của mình. Thực ra là hiện tại đây là cái con người mới, mình chưa có đồ gì đặc biệt nhưng mà mình có thể thử đúng không? Đấy, có những cái đồ khá là xịn ở đây. Được chưa ạ? Tôi còn có cả bộ này nữa, vãi cả nồi, nhìn biến thái kinh khủng khiếp. Tức là game này nó có rất nhiều đồ mà các bạn có thể thử nhá. Bao gồm cả mũ này, nón này, thậm chí là cả vũ khí, skin vũ khí này. Mình là phù thủy nên là mình có cây gậy. Đấy, tôi vừa có thể hát karaoke vừa bắn phép thuật từ cái mic của mình các bạn. Thế thì còn gì bằng, vãi cả trưởng luôn. Hợp lý nhở? Rồi, và việc cuối cùng trong ngày hôm nay, mình sẽ làm quả gacha cho các bạn xem cho nó hào hứng đúng không các bạn? Đây, mình có thể summon này. Ở đây, mình có thể summon những con rồng. Hiện tại thì mình không thể holy summon được, mình cần cái vé vàng cơ. Mình chỉ có vé bình thường thôi, nên là mình sẽ summon cái con rồng này. Nào, 10 phát để xem ra con gì. Nào, ra con huyền thoại đi. SR, 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 SR. Nhìn có vẻ SR lắm các bạn ạ.
Con này bình thường các bạn ạ. Con này nhìn cũng không phải. Ô, oh, SR này. Ôi. Bắt cả trường con là con dài cá à? Ok, như vậy là mình được tổng cộng là 3 con, 2 con thường và 1 con siêu hiếm. Tôi nghĩ là cũng ok, tôi nghĩ là cũng ok. Ok, giờ quay thử cái triệu hồi cao cấp nhé. 10 lần ra siêu hiếm hoặc siêu siêu hiếm. Nào, được không ạ? Được không ạ? Ồ, đồ họa còn đẹp hơn nữa ạ. Đúng à, quả nạp tiền nó có khác. Con đầu tiên. Ui, siêu hiếm luôn. Được. Con thứ hai. Con này như cũng siêu hiếm. Ờ đúng. Được. Yes. Ui, đấy nó phải khác quay thường chứ. Siêu siêu hiếm bạn ạ. Ok ok ok. Mình có 3 lần. 3 lần 10 lần quay. Tức là 30 lần quay các bạn. Ok. Lần thứ hai. Quay là gì đây? Nào Vừng ơi, mở cửa ra. Cho tôi con gì đấy tử tế. Để tôi còn flex. Con này. Ồ. Ok, siêu hiếm. Ô, con này như là siêu siêu hiếm luôn đúng không? Yes. Được. Ôi như được có 2 con các bạn ạ. Lần này không ngon lần trước. Lần trước có 3 con lận. Ok, quá tam ba bận. Lần này được 2 con siêu siêu hiếm thì nó mới ngon chứ. Nào, mở cửa ra. Xem là ra con gì đây. Ồ, siêu hiếm. Con này cũng siêu hiếm. Thế con thứ 3. Ồ, ok, được các bạn ạ. Như vậy là cũng bắt 3 con và con siêu siêu hiếm nữa. Cũng ngon rồi. Các bạn có biết là trong game này có thể nâng cấp được cả siêu siêu hiếm lên cực kỳ hiếm không? SR lên UR luôn. Đây nhá, thử nhá. Đây là con siêu siêu hiếm này. Ok, cho nó vào này. Tổng cộng là chúng ta sẽ cần 5 con các bạn ạ. 5 con siêu siêu hiếm là nhiều lắm đấy. Nhưng chắc chắn là sẽ xứng đáng đây để xem được con gì. Phong cấp thành công. Ra con người nó đã vách cả đạn. Từ rồng, 5 con rồng kết hợp thành con người. Ok, để thử lần nữa nhá. Để tôi xem thử xem là tôi sẽ cần phải sử dụng con gì. Con này cũng đẹp nhưng tôi chưa chắc là tôi sẽ muốn dùng con này. Tại kiểu nó có các hệ khác nhau ấy. Nó không thực sự là con mà tôi muốn sử dụng cho lắm. Thì phải suy nghĩ đã. Suy nghĩ xem có gì nào. Tại vì là đắt tiền rồi các bạn. Siêu siêu hiếm SR là cũng kinh đấy chứ. Không phải đơn giản đâu, để nâng lên nó phải gọi là một cái khoản đầu tư rất là dữ dội. Nên là dùng cái gì phải cẩn thận các bạn ạ. Con gì đây, cho con này vào. Nhưng bây giờ mình thiếu mất 2 con. 2 con kia mình không có. Nó phải cùng, nó phải đúng chủng loại cơ. Thế nó mới khổ. Mà mình chưa có các hệ đấy. Đây, con này có đủ không? Ờ có này các bạn, có không phải nâng con này thôi. Rồi. Mình có thể lấy được cái con người ở giữa. Là một cái con tướng rất khỏe. Phong cấp. Được, ok. Vị hoàng tử địa ngục sẽ đến đây. Đấy. Được, mạch kim long Isaac. Ok. Cuối cùng chúng ta còn một lần nữa mà tôi muốn nâng cấp. Hãy cùng xem chúng ta nên nâng cái gì. Mình thích cái con này. Đây cũng được, cựu minh long. Cựu minh long cũng là một con mà mình đang khá là cần trong cái đời sắp tới. May quá, ô như tôi có đủ hết. Nâng lộ được ở phòng cô luôn. Ô ngon. Nói chung là cũng phải mất khá nhiều lần quay các bạn ạ. Và đây, phong cấp thành công, tuyệt luôn. Cựu Minh Long Tori. Đỉnh. Có một điều hay ho từ game này đó là hầu hết những con rồng trong game này các bạn đều có thể cưỡi được nha. Nhưng mà bạn sẽ cần phải kiếm trứng của nó. Thì sau khi các bạn up ra, nó mới thành của bạn được. Rồi, và đó là 99% những gì các bạn cần phải biết để có thể có một khởi đầu thuận lợi trong game Draconia. Sẽ ra mắt ở Việt Nam vào ngày 17 tháng 7 này. Nên là bây giờ còn chần chờ gì nữa, hãy đăng ký trước game ngay và tải game về ở cái link phía dưới mô tả. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở lần sau. Thế nhá, người giữ cờ. Bye bye.